Thực hiện kế hoạch số 592 ngày 16 tháng 12 năm 2021 của Công an tỉnh Hòa Bình, sáng ngày 15 tháng 12, Công an huyện Tân Lạc tổ chức lễ ra quân tấn công trấn áp tội phạm, bảo vệ an toàn Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022. Tại buổi lễ ra quân, đồng chí Thượng tá Đinh Quốc Trình, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, trưởng Công an huyện đã phát động mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo vệ an toàn Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022. Đây là nhiệm vụ quan trọng của cấp ủy chính quyền, cả hệ thống chính trị và nhân dân, trong đó lực lượng vũ trang là nòng cốt. Đồng chí đề nghị các cán bộ chiến sĩ Công an huyện thực hiện kế hoạch đợt cao điểm ra quân tấn công trấn áp tội phạm, bảo vệ an toàn Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 trên các lĩnh vực, kịp thời phát hiện, chủ động đấu tranh ngăn chặn, xử lý triệt để các loại tội phạm. Theo kế hoạch, đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo vệ an toàn Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022, Công an huyện thực hiện ra quân từ ngày 15 tháng 12 năm 2021 đến ngày 14 tháng 2 năm 2022. Đợt cao điểm, Công an huyện triển khai thực hiện các phương án kế hoạch công tác để nắm chắc tình hình, chủ động phòng ngừa, kịp thời phát hiện, đấu tranh ngăn chặn âm mưu hoạt động của các thế lực thù địch, đối tượng phản động, không để xảy ra hoạt động kích động, biểu tình, gây rối an ninh, hoạt động khủng bố, phá hoại, khiếu kiện phức tạp, hình thành điểm nóng, bảo đảm bảo vệ an toàn tuyệt đối trong dịp đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần và lễ hội xuân năm 2022 trên địa bàn. Qua đây nhằm góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường an ninh an toàn lành mạnh để thực hiện nhiệm vụ kép, vừa phòng chống dịch bệnh COVID-19, vừa đảm bảo mục tiêu phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Nhân dịp này, Công an huyện đã biểu dương cho hai tập thể Công an xã Phú Vinh và Công an xã Phú Cường có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm.